Tôi chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em là Phúc với số hotline 0979 777 893. Thì hôm nay thì em mới về một con Hyundai Accent đời 2018, hộp số sàn, động cơ là 1.4. Thì hôm nay thì em muốn giới thiệu và chia sẻ cho quý anh chị. Thì những quý anh chị thích cái dòng xe sedan hai đầu, mà cái dòng đặc biệt là cái dòng Accent này, thì quý anh chị có thể tham khảo kỹ cái video này. Em sẽ quay chi tiết từng bộ phận một cho quý anh chị có thể cảm nhận rõ hơn. Thứ nhất là về phần ngoại thất, thứ hai là về phần khoang máy, thứ ba là về phần sơn xi keo chỉ, thứ tư nữa là về phần gầm bệ cho quý anh chị nhé, quý anh chị nhé. Thì tất cả những cái con xe bên em thì đều quay những hình ảnh thực tế và chi tiết nhất, có như thế nào thì bên em sẽ nói như vậy cho quý anh chị đó. Nếu mà quý anh chị cảm thấy cái giá tiền phù hợp, thứ hai là cái chất lượng của xe, thì quý anh chị có thể ủng hộ em. Thì nếu mà quý anh chị nào mà đã mua xe bên em rồi thì quý anh chị biết tất cả những con xe bên em đều cam kết với quý anh chị là xe nguyên zin, không có đâm đụng, không ngập nước quý anh chị nhé. Quý anh chị có thể lái thử xe, trải nghiệm xe miễn phí quý anh chị ạ. Đó. Và những quý anh chị nào mà là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ em và nhấn chuông để sau này quý anh chị có thể tiện cập nhật được những giá xe trên thị trường cũng như là tất cả những cái dòng xe bên em giới thiệu đến quý anh chị ạ. Rồi bắt đầu bây giờ em sẽ chia sẻ đến cái con Hyundai Accent này. Thì hiện nay con xe này đang mang biển thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý anh chị nào mà khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì không mất tiền chuyển biển. Và khi quý anh chị mua những cái con xe mà biển thành phố Hồ Chí Minh ấy, sau này quý anh chị có muốn đổi xe hay là muốn bán xe thì giá lúc nào nó cũng cao hơn so với những cái dòng cùng đời biển tỉnh quý anh chị nhé. Đấy ạ. Và đây là phần trước của xe này quý anh chị này. Đó, và đèn bộ phận đèn về phần đèn pha và đèn gầm này. Đó. Còn rất là đẹp quý anh chị nhé. Nếu mà quý anh chị nào mà có tài chính thấp mà thích cái dòng xe đời cao, đặc biệt là cái dòng Hyundai Accent này, thì quý anh chị có thể mua con này đã đi rất là ok rồi. Con này thì đi được khoảng hơn 56.000. Chút nữa em xem vào em bật cái ô đô lên cho quý anh chị có thể tham khảo. Đây ạ. Về mâm lốp này còn khá là mới nên quý anh chị nhá. Đây. Lốp này rãnh còn rất là sâu quý anh chị nhá. Đây phọc ở trong này. Đó. Rồi đến phần gương này. Gương này là nguyên zin theo xe cơ nhá. Xin nhan được tích hợp trên gương. Ở trên gương này thì có một số vết chầy nhẹ này quý anh chị này. Đó. Con xe này thì em mới đi đăng kiểm quý anh chị nhá. Hôm qua em có quay một clip nhưng hôm nay em đã mới đi đăng kiểm lại con xe này. Hạn đăng kiểm của nó thì đến tháng 10 năm 2021 quý anh chị ạ. Đó. Nhà xe này thì đã được dán phim nhiệt chống nóng rồi quý anh chị ạ. Đó, đã được dán phim nhiệt chống nóng nhá. Cửa xe này. Ở bên kia lốc cửa rồi, để em mở cái cửa bên kia ra. Đây ạ, quý anh chị đợi em chút nhá. Ra đây thưa quý anh chị, cửa đóng rất là nhẹ nhàng quý anh chị nhá. Đó, đóng rất là nhẹ nhàng và hít. Đây ạ. Về phần táp ly và phần nội thất bên trong. Đây em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho quý anh chị nhá quý anh chị nhá. Đây. Về phần keo chỉ này quý anh chị này. Đó. Keo chỉ này là nguyên zin hết quý anh chị nhá. Đó. Phần táp ly này, tất cả các cái. Đây để em mở cái chìa khóa đây. Đây quý anh chị này, tất cả các cái cửa này đều hoạt động ok quý anh chị nhá. Đó. Nội thất bên trong này thì là ghế da quý chị nhá. Xe này nguyên zin của nó là ghế nỉ, nhưng mà bên em đã bọc một cái lớp áo da bên ngoài rồi. Bên trong vẫn còn cái bộ nỉ bên trong quý chị nhá. Đó, bọc lại cái lớp da này cho nó sạch sẽ. Đó. Còn quý chị nào không thích cái bộ áo da này, quý chị có thể bỏ đây và sử dụng cái lớp nỉ. Nhưng mà để ra ghế da này thì nó sạch. Với thứ hai nữa, nó phù hợp với màu xe, nhìn nó rất là đẹp quý chị nhá. Đây ạ. Đây trần này, trần nỉ quý chị nhá. Đây ốc bản lề đây quý chị này. Ốc bản lề của xe đây. Đó. Trần này quý chị này. Trần xe này. Đó. Không mục ngọt, không gì xét gì quý chị nhá. Rồi, sau đó đến phần cửa sau này. Đó. Nè. Tất cả cái cửa hoạt động đều ok hết quý chị nhá. Đó. Rồi sau đó đến cái phần gầm bệ cho quý anh chị nhá. Đây. Gầm bệ là không có mục mọt. Đây ạ. Đó quý anh thấy không? Sạch đẹp. Và đặc biệt hơn nữa này, quý anh chị này, quý anh chị có thể xem cái mức tiêu thụ nhiên liệu của con xe này. Đây, nếu mà đường hỗn hợp ấy, thì nó khoảng mất khoảng 5,4 lít. Còn nếu mà trong nội thành đô thị thì nó mất khoảng 6,6 lít.
Còn ở phần ngoại thành thì có thể mất chỉ có 4 lít 7 thôi quý chị nhá. Đó, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Xe này thì đảm bảo với quý anh chị là xe còn rất là đẹp quý anh chị nhá, đời 2018. Hiện nay thì con xe này bên em đang chào bán cho quý anh chị là 390 triệu quý anh chị nhá. Đây. Em sẽ vào em đề máy lên cho quý anh chị để quý anh chị có thể ở ô đô của con này thì đi được khoảng hơn 56.000 gần 57.000 rồi quý anh chị nhá. Đây. Em đã đề máy lên rồi đấy ạ. Đây, tất cả các phím bấm này đều đang còn rất là mới quý anh chị nhé. Đó, bây giờ em sẽ mở đến cái phần khoang máy cho quý anh chị để quý anh chị có thể, đây tất cả các ốc bản lề này quý anh chị này. Đây ạ, máy con xe này là êm ru luôn quý anh chị nhé, máy móc êm ru quý anh chị ạ. Đó, ABS này quý anh chị này. Đó. Còn rất là đẹp quý anh chị nhé. Đó. Thì chỉ với 390 triệu quý anh chị nhé. Giá trên bên em đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà có nhu cầu muốn trải nghiệm hoặc lái thử con xe này thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em để được em hỗ trợ và tư vấn cho quý anh chị một cách tốt nhất ạ. Đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.